Hi guys, welcome to lời dạy hay com Our lesson today is lesson 2 of unit 1, HOME Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay com Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài học số 2 của unit 1 với chủ đề mái nhà Phần học ngày hôm nay sẽ là phần grammar, phần ngữ pháp Yêu cầu đầu tiên, listen and repeat, nghe và lặp lại Unit 1 HOME Lesson 2 Track 9 Grammar Listen and repeat What housework do you do? I make breakfast. Who does the dishes? My sister does. Chúng ta vừa nghe một đoạn hội thoại nhỏ giữa một bạn nam và một bạn nữ. What housework do you do? Bạn làm công việc nhà gì? I make breakfast. Mình nấu buổi sáng. Who does the dishes? Ai rửa dọn chén bát? My sister does. Chị của mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu những điểm ngữ pháp có trong đoạn hội thoại ngắn vừa rồi. Đầu tiên là present simple, thể hiện tại đơn. We use the present symbol and WH questions to ask about things that are facts. Chúng ta sử dụng thể hiện tại đơn và câu hỏi có từ để hỏi bắt đầu bằng wh để hỏi về những sự vật, sự việc là sự thật. For example, có lấy ví dụ. What housework do you do? Bạn làm việc nhà gì? What housework does your sister do? Chị gái của bạn làm việc nhà gì? Who does the shopping? Ai là người đi mua sắm? Khi kết hợp thì hiện tại đơn và wh question, what who. Chúng ta vẫn cần đến trợ động từ do hoặc là does phụ thuộc vào chủ ngữ theo sau. Ở câu trả lời chúng ta vẫn sẽ sử dụng thì hiện tại đơn tương tự như các phần học trước. Đối với chủ ngữ I, ngôi thứ nhất số ít, you, ngôi thứ hai, we, ngôi thứ nhất số nhiều, they, ngôi thứ ba số nhiều. Chúng ta sẽ cộng với trợ động từ do. I, you, we, they do the dishes. Tôi, bạn, chúng ta, họ rửa chén bát. Đối với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít he, she, it, can't, father, chúng ta sẽ thêm s hoặc là es vào động từ theo sau. Ở đây chúng ta thêm s vào động từ clean. Anh ấy, cô ấy, nó, bố của Ken dọn dẹp nhà bếp. We can also use short answers. Chúng ta có thể sử dụng câu trả lời ngắn. For example, who cleans the kitchen? Ai là người dọn dẹp nhà bếp? My mother hoặc là my mother does, mẹ của tôi hoặc là mẹ của tôi làm. Ở đây chúng ta thấy có một điểm ngữ pháp nhỏ, can's father bố của can. Vậy thì phải s ở đây chúng ta sẽ gọi là possessives, possessives sở hữu cách. You can add 's onto a noun or proper noun to show possession. Em có thể thêm phải s vào một danh từ hoặc một danh từ riêng để thể hiện sự sở hữu. Ở đây cô có công thức A phải S B Trong trường hợp B là người, chúng ta sẽ hiểu là B có một mối quan hệ nào đó với A. For example, Ken's mother, Ken's mother, mẹ của Ken, hoặc là Ken's father, Ken's father, bố của Ken. Trong trường hợp B là đồ vật, chúng ta sẽ hiểu rằng B thuộc sở hữu của A. For example, Ken's pencil, viết gì của Ken, hoặc là Ken's bag, cặp sách của Ken, túi của Ken. Và chúng ta lưu ý rằng sở hữu cách được sử dụng để thể hiện sự sở hữu của người và động vật. Có nghĩa là A ở đây chỉ có thể là người hoặc là động vật. Và để biểu đạt ý sở hữu của sự vật hoặc là sự việc, chúng ta sẽ không dùng sở hữu cách công thức A-S-B mà chúng ta sẽ sử dụng giới từ OF. Ví dụ như là the door of the house, cánh cửa của ngôi nhà, hoặc the lid of the box, cái nắp của cái hộp. Điện ngữ pháp này chúng ta sẽ học ở những bài sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo. Hoạt động P, filling the blanks using the present symbol of the verbs in the box. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống bằng cách chia các động từ trong khung ở thì hiện tại đơn. Trong khung chúng ta có các động từ do, làm, clean, làm sạch, dọn dẹp, make, tạo nên. Chỗ trống số 1 sẽ là câu ví dụ. Hey Gina, let me tell you what housework we do in my home. We ở đây là chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều. Chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên mẫu do. Này Gina, để mình kể cho bạn nghe về những công việc nhà chúng mình làm ở nhà của mình nhé. Ở trống số 2, chúng ta có ai là chủ ngữ ngôi thứ nhất sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. Ở đây, the dishes, chén bát. Chúng ta có cụm rửa chén bát là do the dishes. I do the dishes. Mình rửa chén bát. My sister Lucy. My sister Lucy ở đây là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, chúng ta sẽ thêm s hoặc là es vào động từ. Ở đây kitchen, nhà bếp, chúng ta có cụm dọn dẹp nhà bếp là clean the kitchen. Vậy thì chúng ta sẽ thêm s vào động từ clean. My sister Lucy cleans the kitchen. Chị gái của mình Lucy dọn dẹp nhà bếp. Chỗ trống tiếp theo chủ ngữ là we, tương tự như chỗ trống số 1. We là chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều. Chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. The best, những chiếc giường, dọn dẹp giường chúng ta có cụm make the best. Vậy thì động từ make chúng ta sẽ chia ở thể nguyên mẫu. We make the best do. Chúng mình cũng dọn dẹp giường nữa. Chỗ trống số 5, my mom, chủ ngữ ngồi thứ ba số ít, sẽ cộng với động từ thêm s hoặc là es. Ở đây, the shopping. Đi mua sắm, chúng ta có cụm do the shopping. Vậy thì chúng ta sẽ thêm es vào động từ do. My mom does the shopping mẹ của mình đi mua sắm. Tiếp theo, my dad, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Tương tự như my mom, chúng ta vẫn sẽ cộng với động từ thêm s hoặc là es. Ở đây chúng ta có dinner, bữa tối, cụm từ nấu bữa tối, make dinner, thêm s vào động từ make. My dad makes dinner bố của mình nấu bữa tối. What about your family? What housework do you do? Bye Sasha. Còn gia đình của bạn thì sao? Bạn làm những công việc nhà nào? Tạm biệt Sasha. Chúng ta cùng đến với hoạt động tiếp theo. Activity C. Write sentences using the pronouns. Chúng ta sẽ viết câu sử dụng gợi ý. For example, câu số 1 chúng ta có gợi ý Joe's mom who does the dishes ai là người rửa chén bát dựa vào gợi ý chúng ta sẽ có câu trả lời Joe's mom hoặc là Joe's mom does mẹ của Joe mẹ của Joe làm câu số 2 chúng ta sẽ viết câu hỏi với gợi ý what housework sister do câu trả lời my sister cleans the kitchen Chị gái của tôi, chị gái của mình dọn dẹp nhà bếp. Vậy thì dựa vào gợi ý này, chúng ta sẽ có được câu hỏi. What housework? There's your Sister do. What housework does your sister do? Chị gái của bạn làm việc nhà gì? Ở câu số 3, Who makes breakfast? Ai là người nấu bữa sáng? Chúng ta có gợi ý, my dad. Vậy thì tương tự như câu số 1, chúng ta có được câu trả lời. My dad. Hoặc là my dad. There's. Ở câu số 4, chúng ta sẽ viết câu hỏi dựa vào gợi ý Who, do, shopping, ai đi mua sắm? Câu hỏi đầy đủ của chúng ta sẽ là Who does the shopping? ai là người đi mua sắm i do mình mình là người đi mua sắm who does the laundry ai là người làm công việc giặt giũ gợi ý mary brother ở đây chúng ta sẽ sử dụng sở hữu cách mary phải ask brother hoặc là mary's brother There's. câu cuối cùng sẽ là câu hỏi cho câu trả lời They clean the living room họ dọn dẹp phòng khách dựa vào những từ gợi ý What housework they do chúng ta có được câu hỏi đầy đủ What housework do they do họ làm công việc nhà gì hoạt động cuối cùng activity d now write what housework you do on the line ask your partner bây giờ em hãy viết vào dòng những việc nhà mà em làm sau đó hỏi bạn của mình ở đây cô sẽ gợi ý cho các em câu như sau I clean my bedroom, sweep the floor, take out garbage, do the dishes and water the plants in my garden. Mình dọn dẹp giường, quét nhà, đổ rác, rửa chén bát và tưới cây trong vườn của mình. Rồi dựa vào gợi ý của cô, các em hãy viết câu kể về những việc nhà mà em làm, sau đó hỏi bạn của mình theo cấu trúc câu What housework do you do? Bạn làm công việc nhà gì? Phần ngữ pháp của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy 2.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.